Cường đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể theo kịp đường truyền của đồng đội. Một sơ đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang chỉ đạo các học trò của mình thi đấu trên sân, với một sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với mũi nhọn duy nhất chính là Tiến Linh. Mọi người ra đại, mọi người ra xà tài ơi, xà lưng. Tuy nhiên ở những thời điểm mang tính chất quyết định thì sơ đồ này cũng có thể chuyển qua 4-4-2 khi mà Tiến Linh sẽ nhận được sự hỗ trợ của Việt Cường. Tập trung cho các bạn tình huống 2 luôn nha con. Tiếp tục là một tình huống mà các cầu thủ U21 BVF được hưởng một quả phạt góc. Đằng phía sau nè, dầu anh trước hết rồi. Chiều cái phía sau, chiều trước giao đây, cái phía sau. Đây là lần thứ 2 liên tiếp U21 BVF có mặt ở vòng chung kết giải U21 quốc gia cúp báo thanh niên. Chúng ta cùng theo dõi tình huống phản công này. Và là bóng rất hay của Trọng Huy. Một tình huống vào bóng mà số 18 bên phía U21 BVF là Nguyễn Hồng Sơn đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Minh Thuận. Trung Nhân đã bị đối thủ phạm lỗi trong một đợt phản công. Nếu như đó không phải là tình huống phạm lỗi của Hồng Sơn thì nhiều khả năng trung nhân của U21 BKMX Bình Dương sẽ tạo được một sức ép nhất định trong tình huống phản công vừa rồi. Sẽ là một quả đá phạt lên dành cho U21 BVF. Mặc dù là đội bóng được thành lập chỉ vài năm trở lại đây, nhưng cái tên U21 BVF giờ đây đang trở thành với một sức hút rất lớn với nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng. Nhờ đến dàn huấn luyện đều đặn là những cựu danh thủ lừng lẫy một thời và quá trình huấn luyện bài bản khoa học, BVF đã từng bước hình thành nên đội ngũ có chất lượng và cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển U23, U19. Trong nhiều năm qua thì cái tên BVF luôn thống trị các giải trẻ từ U17 đến U19 và là một trong ba đội bóng mạnh ở giải U19 cùng với Hà Nội và Viettel. Phút thứ 14 của trận đấu, tỷ số vẫn là 0-0. Xét về thế trận và những tình huống nguy hiểm mà hai đội tạo ra thì cho đến thời điểm này U21 BVF vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn và họ liên tục gia tăng sức ép từ phía cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng bên phía U21 BKMX Bình Dương. Tống Anh Tỷ đã phạm lỗi. Cùng với Trọng Huy thì Tống Anh Tỷ cũng rất được kỳ vọng rất nhiều, sẽ là những nhân tố thay thế ở tuyến 2 của BKMX Bình Dương trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên xét về kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường V-League thì có vẻ như Tống Anh Tỷ và Trọng Huy vẫn còn phải trau dồi rất nhiều để có thể có tên trong thành phần thi đấu chính thức của BKMX Bình Dương ở những trận đấu V-League, đặc biệt là mùa giải năm 2018. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo xanh, đường truyền của Tiến Linh, phía trong là Việt Cường.
nhưng cuối cùng thì đường truyền của Việt Cường lại không thể đến chân của Tiến Linh khi số 10 của U21 BKMX Bình Dương đã di chuyển vào vòng 16m50 của U21 BVF, và ngay sau đó là một đợt phản công của các cầu thủ khách. Tiếp tục là một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra, và người vừa phải nhận chiếc thẻ vàng là Vũ Viết Triều bên phía U21 BKMX Bình Dương. Liên tục là những sức ép mà U21 BVF tạo ra trước cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có một cơ hội nào thực sự nguy hiểm mà Bùi Tiến Dũng phải trổ hết tài nghệ của mình. Vòng chung kết U21 quốc gia Cúp báo thanh niên lần thứ 21 năm 2017 diễn ra trên sân vận động Bình Dương, và ngay sau khi kết thúc vòng chung kết quốc gia thì chỉ 4 ngày sau các cầu thủ sẽ được tập trung để tham dự vòng chung kết U21 quốc tế. Giải đấu U21 quốc tế năm 2017 sẽ được tổ chức tại Cần Thơ. Tiến lên đánh đầu, và đó là một tình huống BKMX Bình Dương đã tạo nên sự khác biệt. Một đường chuyền như đặt của Hồ Tấn Tài, và ngay sau đó thì Tiến Linh đã xuất hiện thật sự đúng lúc để thực hiện cú đánh đầu và làm màn lưới của thủ thành Phan Văn Mỹ phải rút lên. Một điểm khác biệt đã được tạo ra trên sân vận động Bình Dương khi mà các cầu thủ trẻ U21 BKMX Bình Dương, với ngay cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà họ đã tạo ra thì chính Tiến Linh đã chuyển hóa nó thành bàn thắng. Công đầu tiên trong pha bóng này phải kể đến những nỗ lực của Hồ Tấn Tài khi mà anh thực hiện những đường đi bóng bên cánh phải cũng như là đường truyền như dọn cổ cho đồng đội. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận là Tiến Linh đã chọn điểm rơi rất chính xác và chọn vị trí hoàn toàn hợp lý để thực hiện cú đánh đầu khai thông thế bế tắc của trận mở màn tại vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên lần thứ 21 năm 2017 này. Phút thứ 17 của trận đấu và tỷ số là 1-0 nghiêng về các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Đây là thời điểm mà bóng đá Bình Dương phải căng sức ở những không, sẽ không có bàn thắng dành cho các cầu thủ BVF khi mà trọng tài Nguyễn Minh Thuận cho rằng các cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi trong khu vực 16m50. Tưởng chừng như đó là một bàn gỡ hòa của các cầu thủ khách U21 BVF khi mà màn lưới của Bùi Tiến Dũng đã rung lên. Nhưng thật đáng tiếc là trước đó trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã cắt còi. Với bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, điều đó hứa hẹn những nhịp độ của trận đấu cũng như là những tình huống diễn ra trong thời gian còn lại của hiệp 1 và kể cả là hiệp thi đấu thứ 2 sẽ thực sự kịch tính và mang đến nhiều những bất ngờ, cũng như là tốc độ của trận đấu chắc chắn là sẽ được đẩy cao hơn nữa khi các cầu thủ trẻ U21 BVF sẽ là người chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu lên. Tiến Linh quá đơn giản để cho Phan Văn Biểu có thể khống chế trong tình huống vừa rồi. Quá,
Tiếp tục là một tình huống mà Hà Đức Chinh đã phạm lỗi cùng với hậu vệ của đối phương. Hà Đức Chinh chính là cầu thủ mang băng đội trưởng của U21 VBF trong trận đấu này. Đường truyền của Trung Nhân, nhưng đó lại là đường truyền thiếu đi sự chính xác. Những trận đấu ở các giải đấu như thế này luôn thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ, của những ai yêu mến bóng đá Việt Nam. Bởi rõ ràng với các cầu thủ trẻ, họ thi đấu luôn hết mình, hết sức và với một tinh thần cống hiến rất cao. Chính vì lẽ đó, ở những vòng chung kết U21 quốc gia và đặc biệt là các trận đấu của các giải U21 quốc tế luôn thu hút một lượng lớn khán giả đến sân để theo dõi và cổ vũ. Đặc biệt ở vòng chung kết U21 quốc tế diễn ra vào giữa tháng 12 tới đây, nhiều khả năng sân vận động Cần Thơ sẽ lại chứng kiến những hình ảnh như mà họ đã từng có được ở 4 năm trước đây trong lần tổ chức vào năm 2013. Đó là năm mà U21 Hoàng Anh Gia Lai đã đăng quang ngôi vô địch với một lối đá rất quyến rũ. Năm đó sân vận động Cần Thơ với sức chứa gần 50.000 chỗ ngồi cũng đã gần như là chật kín chỗ trong trận chung kết khi mà các cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cùng U21 Thái Lan. Hà Đức Chinh đường chuyền của Đức Chinh, không, đó là một đường đi bóng của Đức Chinh, bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của số 10 U21 BVF. Sau khởi đầu tương đối ấn tượng với các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương thì giờ đây chính U21 BVF mới là những người đang đứng trước những khó khăn khi các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương đã có được bàn thắng ở phút thứ 17 từ khu đánh đầu của Nguyễn Tiến Linh. Những đợt lên bóng của U21 BVF hầu như tất cả đều tìm đến cái tên Hà Đức Chinh. Tiến Linh, pha khống chế bóng tốt của Tiến Linh. Tuy nhiên trong vòng vây của ba chiếc áo đỏ thì Tiến Linh đã không thể giữ được bóng. Đội trưởng Trọng Huy bên phía U21 BKMX Bình Dương được kỳ vọng sẽ làm một nhạc trưởng trên sân đối với các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương tại vòng chung kết Cúp Báo Thanh Niên năm 2017 này. Và những phút vừa qua, số 6 bên phía U21 BKMX Bình Dương cũng đã thể hiện được tố chất này. Bùi Tiến Dũng, thủ thành của đội tuyển quốc gia, đang là người trấn giữ thủ thành của U21 BKMX Bình Dương tại vòng chung kết Báo Thanh Niên năm 2017. Sau khi để cho U21 BKMX Bình Dương có được bàn thắng thì giờ đây chính các cầu thủ U21 BVF mới là những người vội vã và liên tục triển khai những đợt tấn công ở trên sân. Tập trung tại mọi người ra đường qua lên tay.
Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì ngoài một tình huống phạm lỗi của Hà Đức Chinh trước khi manh lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng phải rung lên, thì U21 BVF vẫn chưa tạo được một pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Đó, xe Yên Thành nó vòng vòng banh đó, bông banh thôi. U21 BVF được hưởng một quả phạt góc. Và người thực hiện cú đá phạt góc này chính là Lê Văn Xuân. Chị canh tiếng hay đi. Quý vị khán giả đang được theo dõi những hình ảnh của trận khai mạc tại vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017, trận đấu giữa U21 BKMX Bình Dương và U21 BVF. Rất dễ dàng để cho Bùi Tiến Dũng khống chế được trong tình huống vừa rồi, khi mà đó như là một đường truyền của Lâm Thuận. Vào bóng rất khó chịu của số 16 bên phía U21 BVF với Trọng Huy của U21 BKMX Bình Dương. Như chúng ta cũng đã đề cập thì chính U21 BVF mới là những người nhập cuộc ấn tượng hơn so với chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Tuy nhiên khi mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến xây dựng một sơ đồ chiến thuật 4-5-1 ở thời điểm hiện tại thì đó cũng là một trong những sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của U21 BKMX Bình Dương để họ làm nên những điều bất ngờ với những đợt phản công nhanh. Và một trong những tình huống như vậy với đường truyền của Tấn Tài thì Nguyễn Tiến Linh là người tung ra cú đánh đầu cuối cùng để có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 17. Tiến Linh sinh năm 1997, năm nay trong suốt 20 tuổi này vẫn còn một năm để có thể tham dự vòng chung kết U21 quốc gia. Nếu như trong trường hợp BKMX Bình Dương có được tấm vé tham dự vòng chung kết U21 quốc gia vào năm 2018. Tổng Minh Tỷ. Văn Xuân. Sẽ là một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài rút ra. Và lần này người phải nhận chiếc thẻ vàng là hậu vệ Thiện Đức bên phía U21 BKMX Bình Dương. Trước đó thì Thiện Đức đã vào bóng khá rác với Văn Xuân, và ngay sau đó thì anh cũng khiến cho Ngô Tùng Quốc phải nằm trên sân. Đây sẽ là một quả đá phạt dành cho U21 BVF. Trong thành phần huấn luyện của U21 BKMX Bình Dương, ngoài sự góp mặt của, đó là một tình huống mà các cầu thủ U21 BVF đã có được bàn gỡ hòa 1-1. Một tình huống mà thủ thành Bùi Tiến Dũng đã mất đi sự tập trung.
rất đáng tiếc cho U21 Bergamas Bình Dương khi mà họ tạo dựng được một thế trận khá tốt, và thậm chí là với một bàn thắng dẫn trước thì trong một tình huống đá phạt với một cự ly tương đối xa, nhưng U21 BVF lại có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 31 của trận đấu. Thành Lộc đã có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 31 của trận đấu. Một quả đá phạt tưởng chừng như là một đường chuyền thì cuối cùng lại vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Bùi Tiến Dũng và đi thẳng vào lưới của U21 Bergamas Bình Dương. Tỷ số là 1-1 ở từ phút 31 của hiệp thi đấu đầu tiên. Mạnh Duy đã rất cố gắng để có thể uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Biểu, và cuối cùng thì chân sút áo số 26 của chủ nhà U21 Bergamas Bình Dương đã mang về một quả phạt góc. Đánh đầu, và băng vào đánh đầu của Lê Văn Đại. Nhưng đáng tiếc là số 7 của U21 Bergamas Bình Dương lại không thể chạm được vào bóng. Nếu như đó là một tình huống chạm bóng của Văn Đại thì nhiều khả năng sẽ gây khó dễ cho khung thành của thủ môn Văn Biểu. Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Cúp Báo Thanh Niên năm 2017 quy tụ 8 đội bóng, và đây là một vòng chung kết mà hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, khi mà quy tụ những cái tên nổi bật nhất của bóng đá trẻ hiện nay của quốc gia, đặc biệt với những nhân tố trong cái đội tuyển U19, U20 tham dự kỳ FIFA World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Tình huống mà các cầu thủ U21 Bergamas Bình Dương sẽ được hưởng quả phạt góc. Trung Nhân sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Đường chuyền của Trung Nhân, đánh đầu, cú sút, đó là một cú sút thiếu chính xác của số 15 Nguyễn Hùng Thiện Đức. Phút thứ 33 của trận đấu và tỷ số trên sân vẫn đang là 1-1. Tiến Linh là người khai thông thế bế tắc cho các cầu thủ U21 Bergamas Bình Dương. Trong khi đó thì Nguyễn Thành Lộc, số 2 bên phía U21 BVF, đã mang về bàn gỡ hòa sau cú đá phạt mà bóng đi thẳng vào lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Pha bật tường không thành công của các cầu thủ áo đỏ, nhưng cuối cùng thì các cầu thủ U21 BVF cũng tìm được cho mình một quả đá phạt góc. Mọi người đó, quan sát nè, theo sát người vô các bạn. 1-1 đúng không Sơn? Những diễn biến trên sân vận động Bình Dương trong trận đấu khai mạc của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên 2017 đang diễn ra rất sôi nổi, khi mà các cầu thủ chủ nhà đã vượt lên dẫn trước và các cầu thủ U21 BVF cũng đã gia tăng tốc độ của trận đấu để tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Pha tranh chấp của Thành Lộc, bóng về chân của Tiến Linh. Đây sẽ là một đợt phản công nhanh dành cho U21 BVF. Lâm Thuận đang có bóng, nhưng cuối cùng thì số 16 của U21 BVF đã không thể thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương.
bóng đã tiếp tục về chân các cầu thủ U21 BVF. Hà Đức Chinh, pha đi bóng của Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh không thể vượt qua Tấn Tài. Việt Cường, đường truyền không hiểu ý của Việt Cường dành cho Tống Anh Tỷ. Hà Đức Chinh có bóng bên cánh trái. Hồ Tấn Tài vẫn đang chăm sóc rất kỹ lưỡng số 10 của U21 BVF. Và phạm lỗi của Hà Đức Chinh. Một chút mất tập trung trong một tình huống mà ở cự ly đá phạt tương đối xa đã khiến cho U21 BKMX Bình Dương phải nhận bàn thua. Và đó cũng là bàn gỡ hòa của các cầu thủ U21 BVF 1-1. Việt Cường, bóng trở về chân của Việt Cường, đã có tình huống việt vị. Đó là tình huống mà Mạnh Duy đã rơi vào chiếc bẫy việt vị của các cầu thủ U21 BVF. Phút thứ 37 của trận đấu và tỷ số trên sân đang là 1-1. Thành Lộc, đợt phản công dành cho các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Trung Nhân, pha đi bóng quá dài của Trung Nhân đã đi ra khỏi đường biên ngang. Thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất chỉ còn là chưa đầy 8 phút nữa. Cho đến thời điểm này thì cả U21 BKMX Bình Dương và U21 BVF đã mang đến một thế trận, một diễn biến rất sôi nổi trên sân vận động Bình Dương trong trận đấu mở màn của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên lần thứ 21 năm 2017 này. Anh Tỷ, Việt Cường, bóng được trả về cho thủ thành Bùi Tiến Dũng sau khi đã có được bàn gỡ hòa 1-1. Thì các cầu thủ U21 BVF cũng không tỏ ra vội vã hơn nữa, họ cũng không đẩy cao đội hình về phía bên phần sân của U21 BKMX Bình Dương, và tất cả vẫn đang chờ đợi những sơ hở của đối phương để tung ra những đòn đánh quyết định, những đợt phản công nhanh. Sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Tiến Linh, pha không chơi bóng của Tiến Linh, nhưng lần này thì Tiến Linh đã để mất bóng. Lê Văn Đại đã chọn phương án an toàn khi mà ngay phía sau lưng Lê Văn Đại là hai chiếc áo đỏ.
Hà Đức Chinh và Lê Văn Xuân. Nguyễn Tiến Linh, số 10 của BKMX Bình Dương, vẫn đang là cầu thủ chơi ở vị trí cao nhất ở thời điểm hiện tại trong đội hình của chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Tình huống chè bóng rất tốt của Ngô Tùng Quốc. Không, đó là tình huống chè bóng của Lê Văn Xuân. Lò đào tạo BVF vẫn đang cho ra đời những lứa cầu thủ trẻ rất tốt. Như chúng ta cũng đã đề cập đến, thì ở các giải đấu U17 và U19 ở thời điểm hiện tại, thì U17 và U19 của lò đào tạo BVF là những cái tên thống trị bóng đá trẻ của quốc gia hiện nay. Tống Anh Tỷ cùng với Trọng Huy vẫn đang hoạt động rất tốt ở tiếng 2, là những điểm phát động tấn công dành cho các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Đây sẽ là một tình huống mà các cầu thủ trẻ U21 BKMX Bình Dương được hưởng quả đá phạt rất dễ dàng để thủ thành Phan Văn Biểu có thể khống chế được tình huống. Trong thành phần ban huấn luyện của U21 BKMX Bình Dương, ngoài cái tên huấn luyện viên Trần Minh Chiến, thì chúng ta sẽ quan tâm đến một cái tên rất quen thuộc đã từng thi đấu rất nhiều mùa giải ở V-League, đó chính là Phan Văn Santos. Thủ thành gốc Brazil đã về đầu quân và làm việc tại lò đào tạo bóng đá trẻ BKMX Bình Dương. Việt Cường, phía trên là Tấn Tài. Đường truyền sai địa chỉ của Tấn Tài. U21 BVF mỗi khi có bóng họ đều triển khai tấn công rất nhanh. Đó cũng là một nét nổi bật trong lối chơi mà huấn luyện viên trưởng Andrew Pontrich đang xây dựng cho các cầu thủ trẻ của lò đào tạo BVF. Phút 44 của trận đấu và tỷ số trên sân vẫn là 1-1. Tiến Linh có cơ hội. Không, đó là cơ hội dành cho Nguyễn Đoàn Trung Nhân, nhưng anh lại không thể vượt qua tầm kiểm soát bóng của thủ thành Phan Văn Biểu bên phía U21 BVF. Vừa rồi đó là một tình huống mà Phan Văn Biểu đã thi đấu thiếu đi sự tập trung. Nếu như may mắn hơn thì Tiến Linh nhiều khả năng sẽ có được bàn thắng thứ hai trong tình huống này. Chỉ một tích tắc mà Phan Văn Biểu nhanh hơn số 10 của U21 BKMX Bình Dương. Sẽ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Mạnh Duy đã nổi nóng sau tình huống bị đối thủ phạm lỗi.
Và như vậy là sẽ có một phút cộng thêm cho thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên. Nhiều khả năng đây sẽ là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất này. Hiệp đấu mà đã mang đến những diễn biến vô cùng kịch tính trên sân vận động Bình Dương trong trận đấu mở màn của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Cúp Bảo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017. Bóng trong tay của Văn Biểu. Hiệp đấu đầu tiên trôi qua và hai bàn thắng được ghi, một cho U21 BKMX Bình Dương với cú đánh đầu của Nguyễn Tiến Linh, và bàn thắng còn lại thuộc về các cầu thủ U21 BVF với pha đá phạt đi thẳng vào lưới. Và người lập công chính là Nguyễn Thành Lộc bên phía U21 BVF. Như vậy là trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã nổ hồi còi kết thúc 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội sẽ ra sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 1-1. Mời quý vị chúng ta cùng tạm nghỉ giải lao hơn 10 phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa U21 BKMX Bình Dương và U21 BVF. Quý vị bắt đầu theo dõi bản tin thể thao 24 giờ. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương diễn ra lễ ký kết tài trợ giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Đại Thiên Lộc năm 2018. Theo đó, bản hợp đồng tài trợ giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ 5 năm 2018 Cúp Tôn Đại Thiên Lộc có thời hạn 3 năm. Trong mùa giải năm 2018, giải có tổng cộng 6 chặng đua với những lộ trình được mở rộng từ tỉnh Bình Dương hướng ra các tỉnh thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Qua giải này thì thực ra chúng tôi đã đồng tài trợ 4 năm liền. Và qua đó tôi thấy cái giải nó làm, nó tập hợp nhiều vận động viên các đội mà để cho cái trận đua có thêm phần phấn khởi và cái sự tham gia của cái cộng đồng ở các đường đua đi qua. Thì làm qua đó thì Đặng Lộc cũng nổi danh cái thương hiệu, quảng bá được cái thương hiệu tôn Đặng Lộc, và làm sao cái sản phẩm Đặng Lộc nó đến với nhiều người nữa trước các vùng các nơi. Thì mong rằng qua giải này cái sự mà cộng đồng, sự phát triển của doanh nghiệp với đài truyền hình Bình Dương là cái thời gian dài. Qua 4 mùa tổ chức, giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng đã tạo được tiếng vang và trở thành một giải đấu có quy mô lớn nhất của xe đạp phong trào ở Việt Nam. Qua những hình ảnh sống động được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng BTV và các đài truyền hình trên toàn quốc đã góp phần nâng tầm thương hiệu BTV và thương hiệu nhà tài trợ qua từng mùa giải. Bước sang lần tổ chức thứ 5 năm 2018 với tin tưởng của công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, cùng với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các giải thể thao theo hình thức xã hội hóa của đơn vị tổ chức Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, hứa hẹn mang đến nhiều sắc màu phong phú cho bộ môn xe đạp đường trường Việt Nam. Chặng đua đầu tiên giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Đại Thiên Lộc lần thứ 5 năm 2018 sẽ diễn ra ngay đầu tháng 1 của năm 2018 với lộ trình từ Bình Dương hướng về thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Thưa quý vị khán giả, lễ ký kết tài trợ giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Đại Thiên Lộc năm 2018 thực sự là tin vui đối với xe đạp phong trào Bình Dương cũng như là cả nước. Trong niềm vui chung ngày hôm nay, Thể thao 24 giờ xin mời quý vị cùng nhìn lại khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải 2017 và cùng hướng tới mùa giải mới với nhiều thành công mới. Được khởi xướng từ năm 2014 qua 4 mùa tổ chức, giải xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng Cúp BKMX IDC đã trở thành ngày hội của những tay đua xe đạp phong trào trên toàn quốc. Năm 2017, giải lần đầu tiên mở rộng lộ trình đua từ thành phố mới Bình Dương đi các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ. 408 cây số là thử thách dành cho các tay đua trong hành trình chinh phục cúp vàng vô địch chung cuộc. Mười tám đội đua với 216 vận động viên thi đấu ở các nhóm đối tượng hạng A, hạng B và lão tướng đều có sự chuẩn bị nghiêm túc trước khi bước vào chặng đua mở màn của mùa giải năm 2017. Cự ly thi đấu tăng gấp đôi so với năm 2016. Tuy nhiên, ngay chặng đầu tiên, giải đã cho thấy chất lượng chuyên môn cao khi tốc độ trung bình đoàn đua đạt trên 41 km/h. Trương Phước Lộc, đội Đồng Tâm Team, Đặng Văn Bảo Anh, câu lạc bộ Phoenix Vĩnh Long
và Trần Quốc Tuấn, câu lạc bộ Tân Phú lần lượt đạt giải nhất hệ A, B và B phụ. Chia tay căn cứ Tạ Thiết, chặng đua với những cung đường của lịch sử, tháng 6, đoàn đua tiếp tục hành trình về nguồn, hướng về tỉnh Tây Ninh. Tay đua Đỗ Tiến Dũng sinh năm 1985, câu lạc bộ Gấu Vàng thực hiện cú nước rút xuất sắc và trở thành người chiến thắng hạng A. Xếp vị trí đầu tiên ở hạng B là coureur Lê Tấn Lai sinh năm 1971 của câu lạc bộ Thọ Sailing An Giang. Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chặng thi đấu thứ 3 càng mang nhiều ý nghĩa khi đoàn đua có dịp về thăm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vùng đất giàu truyền thống cách mạng của vùng chiến khu D năm xưa. Trong sự cổ vũ của đông đảo người dân huyện Vĩnh Cửu, tay đua Huỳnh Văn Thuận, đội Gia Bảo Hóc Môn xuất sắc cán đích đến đầu tiên, giành giải nhất hệ A. Trong khi đó, tay đua Hoàng Minh Tuấn của đội Võ Đắc Biên Hòa xuất sắc giành hai giải nhất ở hạng B và B phụ. Ban tổ chức cuộc đua quyết định chọn Củ Chi là điểm đến của chặng 4. Như lời chào mừng ý nghĩa ghi dấu sự kiện tròn 50 năm, Củ Chi được phong tặng danh hiệu đất thép thành đồng và kỷ niệm 52 năm ngày thành lập đội nữ du kích Củ Chi. Với thời gian thi đấu 1 giờ 42 phút 44 giây, tay đua Lê Văn Quỳnh, câu lạc bộ Gấu Vàng xuất sắc đoạt giải nhất ở nội dung hạng A.
Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn chưa có những sự thay đổi nào trong đội hình thi đấu xuất phát của BKMX Bình Dương cũng như là BVF. Những cầu thủ được đăng ký chính thức từ đầu trận vẫn đang có mặt trên sân, và huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng như là huấn luyện viên Andrew Paul Bridge vẫn chưa có những sự thay đổi nào về mặt nhân sự và về chiến thuật thi đấu. Đây là trận đấu ở bảng A của vòng chung kết U21 quốc gia Cúp Báo Thanh niên năm 2017. Đó là tình huống phạm lỗi của Vũ Mạnh Duy. Bảng A của vòng chung kết năm nay quy tụ 4 đội là U21 BKMX Bình Dương, U21 BVF, U21 An Giang và U21 Sông Lam Nghệ An. Trong khi bảng B là sự góp mặt của 4 cái tên như là U21 Đồng Tháp, Hoa Anh Gia Lai, Viettel và Thừa Thiên Huế. Một điều khá đặc biệt khi mà mùa giải năm 2017 này, ở tuổi 21 của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia, thì nhà đương kim vô địch là U21 Hà Nội đã không thể tham dự vòng chung kết khi mà họ không thể vượt qua vòng bảng. Đó là cú dứt điểm từ cự ly rất xa, nó cũng đã mang đến chút khó dễ dành cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Đó là cú dứt điểm của Hồng Sơn. U21 Hà Nội, đương kim vô địch của giải đấu U21 quốc gia, đã không thể tham dự vòng chung kết năm nay khi họ không thể vượt qua được vòng bảng. Và kể cả là đương kim á quân của mùa giải năm 2016, đó là U21 Khánh Hòa, họ cũng đã không thể đến với Bình Dương để tham dự vòng chung kết năm nay. Điều đặc biệt là ban tổ chức vòng chung kết U21 không ưu tiên cho những đội đương kim vô địch, mà các đội đương kim cũng phải thi đấu vòng bảng để tìm kiếm cho mình suất thi đấu chính thức. Thực chất thì những giải đấu, những vòng chung kết U21, khi mà nếu trong trường hợp vẫn giữ nguyên luật cũ là các đội đương kim vô địch hiển nhiên góp mặt ở mùa giải sau, thì nó sẽ giảm đi cơ hội giành chiếc vé tham dự vòng chung kết của các đội bóng trẻ ở các địa phương. Đây là một điều cũng rất hay để ban tổ chức của vòng chung kết U21 quốc gia như là nhắc nhở các lò đào tạo cũng như là các đơn vị đào tạo bóng đá trẻ phải luôn giữ gìn bản sắc của mình và luôn giữ được một phong độ tốt, mặc dù đó là đương kim vô địch đi chăng nữa. Một tình huống mà các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương sẽ được hưởng quả phạt góc. Đường chuyền, Mạnh Duy đã có mặt ngay phía sau lưng của thủ thành Phan Văn Biểu, nhưng đó là một tình huống mà số 1 của U21 BVF đã khống chế được bóng trong khu gỗ của mình. Việt Cường, nỗ lực rất đáng khen của Việt Cường. Trọng Huy, Mạnh Duy đang có bóng, đường chọc khe dành cho Tiến Linh. Tình huống mà Tiến Linh đã không có được sự hỗ trợ nào từ các đồng đội của mình. Tuy nhiên bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Đức Chinh, Đức Chinh không thể vượt qua Vũ Viết Triều. Và phạt bóng không tốt của Bùi Tiến Dũng. Sẽ là một tình huống mà các cầu thủ áo đỏ U21 BVF được hưởng một quả phạt góc. Nếu như đó không phải là pha phá bóng của Lê Văn Đại thì nhiều khả năng khung thành của thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ đứng trước những sự nguy hiểm rình rập khi mà Hà Đức Chinh đã có mặt trong khu vực cấm địa.
sẽ là một tình huống mà các cầu thủ của BVF được hưởng một quả phạt góc bên cánh phải. Lê Văn Xuân, một đường chuyền của Lê Văn Xuân đã đi ra sau vạch rồi cuối sân. Pha phối hợp không tốt của Trọng Huy và Thiện Đức. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ U21 BVF. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này, ông Nguyễn Minh Thuận, cho đến thời điểm này đã phải rút và 3 chiếc thẻ vàng. Hai dành cho BKMX Bình Dương và một dành cho U21 BVF. Một tình huống cao chân của đội trưởng Trọng Huy bên phía U21 BKMX Bình Dương. Vẫn như là những diễn biến ở hiệp thi đấu đầu tiên, khi mà chính các cầu thủ U21 BVF mới là những người đẩy cao nhịp độ của trận đấu. Ngay sau tiếng còi của trọng tài Nguyễn Minh Thuận, những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai trôi qua và U21 BVF, các học trò của huấn luyện viên Andrew Paul Chris là những người tạo nên sóng gió trước khung thành của U21 BKMX Bình Dương. Và đây sẽ là một đợt phản công nhanh dành cho chủ nhà. Phía trên là Tiến Linh và Việt Cường, không thể vượt qua U Ngọc Tiến. Tiến Linh đang có bóng. Trọng Huy, Tống Anh Tỷ. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các chân sút áo xanh, đó là Tống Anh Tỷ. Và vào bóng không thể nhanh hơn của trung nhân. Và bây giờ thì sóng gió đã trôi qua trước khung thành của thủ môn Phan Văn Biểu. U21 BKMX Bình Dương cần bất ngờ hơn trong những đợt phản công của mình. Điều quan trọng là trong những tình huống phản công nhanh, Nguyễn Tiến Linh cần được sự hỗ trợ của các đồng đội. Và khi mà sơ đồ chiến thuật 4-5-1 chuyển sang 4-4-2 thì chính Việt Cường, cầu thủ mang áo số 9 bên phía U21 BKMX Bình Dương, sẽ là người đóng vai trò hỗ trợ ở phía sau Nguyễn Tiến Linh. Quả đá phạt ở một góc sút như thế này và ở một khoảng cách như thế này làm chúng ta nhớ đến bàn thua ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên của các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Và tác giả không ai khác chính là số 2 Nguyễn Thành Lộc, người đang đứng trước bóng. Tuy nhiên bàn thua của U21 BKMX Bình Dương thì ở một cự ly xa hơn như thế này nữa. Đây sẽ là một quả đá phạt dành cho U21 BVF. Và nhiều khả năng sẽ là Thành Lộc. Không phải là Thành Lộc. Liên tiếp là hai cú dứt điểm của Lê Văn Xuân. Tấn Tài. Đội trưởng Trọng Huy bên phía U21 BKMX Bình Dương vẫn đang hoàn thành tốt vai trò của mình, vai trò trong những đợt phát động tấn công và kể cả là vấn đề thu hồi bóng.
Trọng Huy đang được đặt nhiều kỳ vọng cho tuyến 2 của đội 1 BKMX Bình Dương ở những mùa giải tiếp theo của Toyota V-League. Đây sẽ là những sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu. U21 BKMX Bình Dương sẽ có sự thay đổi người đầu tiên, đó chính là số 19 Hoàng Anh Tuấn sẽ vào thay cho số 14 Nguyễn Đoàn Trung Nhân. Trong khi đó, bên phía U21 BVF cũng sẽ có sự thay đổi đầu tiên. Chúng ta cũng thấy được số 11 Hồ Minh Dĩ đang đứng ở khu vực ngoài sân và chuẩn bị sẽ được huấn luyện viên Andrew Spompris và huấn luyện viên Trần Việt Thắng được tung vào sân ở những phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Pha chạm bóng của Hoàng Anh Tuấn. Trọng Huy. Tuy nhiên đó là tình huống mà Vũ Mạnh Duy đã không thể theo kịp đường truyền của đồng đội. Đây sẽ là sự thay đổi người đầu tiên của U21 BVF. Số 11 Hồ Minh Dĩ sẽ vào sân thay cho số 16 Lâm Thuận. Một nhân tố thi đấu rất tốt trong thành phần của U20 quốc gia. Hồ Minh Dĩ sẽ được tung vào sân như là sự gia cố cho sức tấn công của U21 BVF trong những phút còn lại. Trọng Huy đường chuyền, cơ hội dành cho U21 BKMX Bình Dương, nhưng thủ thành Phan Văn Biểu đã khép góc một cách hợp lý và chịu một quả phạt góc ngay sau đó. Tình huống chớp thời cơ rất nhanh của cầu thủ trẻ bên phía U21 BKMX Bình Dương, nhưng thủ thành Phan Văn Biểu lại là người giành chiến thắng trong tình huống này. Nếu như nhanh hơn thì Vũ Mạnh Duy đã có thể có được cơ hội tìm kiếm bàn thắng thứ hai cho U21 BKMX Bình Dương. Còn đây là một quả phạt góc dành cho chủ nhà. Đường chuyền, cú đánh đầu. Đó là pha phạm lỗi của Hồ Minh Dĩ, cầu thủ vừa được huấn luyện viên Andrew Pompris tung vào sân. Hồ Minh Dĩ, số 11 của U21 BVF, có chiều cao khá khiêm tốn, anh cao 1m58. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1998 này lại sở hữu một kỹ thuật cá nhân rất tốt. Anh có thể xử lý bóng trong phạm vi hẹp và trước sự đeo bám của các đối thủ của mình thì Hồ Minh Dĩ luôn có được những tình huống xử lý và qua người rất hay. Đây là lần thứ 3 vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Cúp Báo Thanh Niên đến với sân vận động Bình Dương. Ở hai lần trước thì cũng đã có lần đội chủ nhà U21 BKMX Bình Dương vào đến trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên rất đáng tiếc là họ lại không thể đăng quang ngôi vô địch. Trong lần thứ 3 đến với Bình Dương này, U21 BKMX Bình Dương được kỳ vọng rất nhiều cho những sự đổi màu huy chương của mình. Pha phạm lỗi với thủ thành Phan Văn Biểu. Đó là tình huống vào bóng của Nguyễn Hùng Thiện Đức. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi thêm trên sân vận động Bình Dương trong cuộc đối đầu giữa U21 BKMX Bình Dương và U21 BVF.
hai bàn thắng đã được ghi trong hiệp 1 để tạo nên tỷ số hòa 1-1 khi 45 phút đầu tiên khép lại. Thủ môn Phan Văn Biểu, sinh năm 1998, với chiều cao là 1m74. Sẽ là đợt phản công dành cho U21 BKMX Bình Dương. Rất hay. Đường chuyền. Anh Tuấn. Hỗ trợ anh Tuấn là Thiên Đức. Và phát xuống của Tống Anh Tỷ. Và như vậy, trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Đó là tình huống mà Tống Anh Tỷ đã bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Rất rõ ràng tình huống mà số 5 Ngô Tùng Quốc đã kéo người đối với Tống Anh Tỷ. Và đây sẽ là một quả phạt đền dành cho các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Một lần nữa cơ hội được trao cho các cầu thủ trẻ của chủ nhà để họ có thể vươn lên dẫn bàn trước U21 BVF. Và người thực hiện quả phạt đền chính là đội trưởng Trọng Huy. Tình huống đối mặt giữa Trọng Huy và thủ thành Phan Văn Biểu. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong cú đá phạt đền này? Trọng Huy dứt điểm. Bàn thắng thứ hai đã được ghi cho các cầu thủ BKMX Bình Dương. Một quả phạt đền các cầu thủ chủ nhà để họ vươn lên dẫn với tỷ số là 2-1. Công lớn trước đó phải thuộc về Tống Anh Tỷ khi mà số 8 của U21 BKMX Bình Dương đã có được tình huống thoát xuống rất tốt và đã khiến cho hậu vệ của U21 BVF là Ngô Tùng Quốc đã phải phạm lỗi trong khu vực 16m50. Và ngay sau đó thì đội trưởng Trọng Huy không quá khó khăn để có được cú đá phạt đền và nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 19 của hiệp thi đấu thứ hai. Một lần nữa thì kịch tính lại được đẩy lên cao trong trận đấu khai mạc của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017. Chủ nhà U21 BKMX Bình Dương vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đã có một cầu thủ nằm sân, một chiếc áo đỏ nằm sân. Và đó chính là số 3 Mạc Đức Việt Anh. Sự căng thẳng đã được đẩy lên rất cao sau bàn thắng của Trọng Huy để nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp thi đấu thứ hai. Mạc Đức Việt Anh vẫn đang tỏ ra rất đau đớn. Trận đấu lại được tiếp tục. Sẽ là khó khăn dành cho các cầu thủ trẻ của lò đào tạo BVF khi mà một lần nữa chủ nhà U21 BKMX Bình Dương vượt lên dẫn bàn. Và thời gian còn lại của giờ thi đấu chính thức là khoảng 25 phút.
lại trở về trong tầm kiểm soát của các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Trọng Huy và Tống Anh Tỷ. Đó là một tình huống phối hợp không tốt của số 6 và số 8 bên phía chủ nhà. Như vậy là trong ngày khai mạc của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên năm 2017, những gương mặt của bảng A đã lộ diện. An Giang cũng cho thấy họ có được một sự chuẩn bị rất tốt khi đến với Bình Dương tham dự vòng chung kết, khi mà đội bóng đến từ miền Tây này đã có được kết quả hòa 1-1 trước một đại biểu cũng rất mạnh, đó chính là U21 Sông Lam Nghệ An. Nếu như chủ nhà U21 BKMX Bình Dương giành trọn 3 điểm trong trận ra quân này thì đó sẽ là một lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé vào đến vòng bán kết của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên năm 2017. Bóng đi hết đường biên ngang cuối sân. Một lần nữa thì huấn luyện viên Andrew Pontrich và các cộng sự trong ban huấn luyện của mình sẽ phải đẩy cao đội hình của các chân sút áo đỏ để tìm kiếm bàn gỡ hòa khi mà các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương đã có bàn thắng thứ hai. Thủ thành Phạm Văn Biểu không quá khó để khống chế bóng. Đây là thời điểm mà bóng đá trẻ của BKMX Bình Dương cũng như là đội 1 của BKMX Bình Dương đang tất bật chuẩn bị cho những mục tiêu của mùa giải năm 2017. Nếu như U21 BKMX Bình Dương tham dự vòng chung kết được tổ chức trên sân nhà thì các cầu thủ của đội 1 trong thời điểm này cũng đang ở Nghệ An để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia xứ Thiên Thanh năm 2017 khi thi đấu cùng với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Sẽ là một sự thay đổi nữa bên phía U21 BVF khi mà số 7 Lê Văn Điệp sẽ vào sân thay cho số 18 Nguyễn Hồng Sơn. Đã có hai sự thay đổi trong thành phần thi đấu của U21 BVF và đây là thời điểm mà huấn luyện viên Andrew Pontrich sẽ phải tăng cường sức tấn công. Một đường truyền không tốt của U21 BKMX Bình Dương. Một đường truyền mà số 19 Hoàng Anh Tuấn tìm đến Tiến Linh, nhưng đó lại là một đường truyền sai địa chỉ. Đây sẽ là một tình huống mà U21 BVF được hưởng một quả đá phạt. Hưởng số phạt chết bên phía cánh phải ở ngoài vòng 16m50. Đứng trước bóng vẫn là số 2 Nguyễn Thành Lộc. Tiếp tục là một pha sút thẳng của Nguyễn Thành Lộc. Trợ lý trọng tài ông Nguyễn Dư Phong cho rằng đó là một tình huống mà các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương sẽ được hưởng một quả phá bóng lên. Hà Đức Chinh. Bóng đã không thể tìm đến Hà Đức Chinh. Ngay sau đó là một đợt phản công nhanh của các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ và Tiến Linh đã rơi vào thế việt vị. Thế nên số 10 của BKMX Bình Dương cũng không cần phải di chuyển. Những diễn biến đang nóng dần lên trên sân Bình Dương khi mà chính đội chủ nhà U21 BKMX Bình Dương đang là người vượt lên dẫn bàn trước U21 BVF. Đường truyền của Thanh Lộc. Đó là một đợt phản công
không sắc sảo của các cầu thủ U21 BVF. Việt Cường liệu sẽ có bàn thắng nữa hay không? Cú sút liên tục là những tình huống đảo chân và cuối cùng là một pha dứt điểm, nhưng Tiến Linh đã không thể có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận thi đấu này. Tuy nhiên trước đó thì chúng ta cũng có thể thấy được những nỗ lực rất đáng khen của số 10 bên phía U21 BKMX Bình Dương là như thế nào. Trong vòng vây của những chiếc áo đỏ thì Tiến Linh cũng đã tự tin thể hiện kỹ thuật cá nhân của mình và cuối cùng là một cú dứt điểm bằng chân trái. Nhưng rất đáng tiếc là bóng lại đi cao hơn sàn ngang của khung thành thủ môn Phan Văn Biểu. Mạnh Duy, Tống Anh Tỷ, và phạm lỗi với Thiện Đức. Đó là tình huống mà Ngô Tùng Quốc đã phải phạm lỗi với Thiện Đức. Ngô Tùng Quốc đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau tình huống truy cản với Tống Anh Tỷ để đội của mình phải chịu một quả phạt đền. Thế nên trong tình huống mà Ngô Tùng Quốc phạm lỗi với Thiện Đức, anh cũng đã rất nhanh nhạy để đến và đỡ đối thủ. Đây sẽ là một tình huống mà các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương được hưởng quả đá phạt. Sẽ là một đường chuyền. Nhiều khả năng đó là bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Tiến Linh sau pha đánh đầu của mình. Trợ lý trọng tài ông Trần Văn Nơi đã phất cờ và cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi của khung thành thủ môn Phan Văn Biểu. 3-1 là tỷ số hiện nay nghiêng về cho các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Hai bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và một của Trọng Huy trên chấm phạt đền. U21 BKMX Bình Dương đang làm nên một trận cầu kịch tính trong ngày khai mạc của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên lần thứ 21 năm 2017. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến gia nhập mà vào lò đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá BKMX Bình Dương. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có thời gian dài gắn bó với công ty cổ phần đào tạo bóng đá trẻ BVF. Đây sẽ là sự thay đổi người thứ ba bên phía U21 BVF. Số 17 Nguyễn Khắc Khiêm sẽ vào sân thay cho số 14 Trần Thanh Long. Đã hết quyền thay đổi người dành cho các cầu thủ U21 BVF. Trong khi bên phía U21 BKMX Bình Dương thì chỉ có một sự thay đổi duy nhất. Đó chính là trung nhân mang áo số 14 rời sân nhường chỗ cho Hoàng Anh Tuấn. Thời gian còn lại là không nhiều và điều đó cũng là một khó khăn nhất định dành cho U21 BVF để họ có được ít nhất là một điểm trong trận mở màn của vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên lần thứ 21 năm 2017. Bảng A với sự góp mặt của U21 BKMX Bình Dương, U21 BVF, U21 Sông Lam Nghệ An và kể cả là U21 An Giang thì đây được mệnh danh là bảng đấu tử thần ở vòng chung kết
U21 quốc gia 2017 đây. Và rõ ràng những diễn biến ngay trong ngày mở màn với trận hòa 1-1 của An Giang cùng với Sông Lam Nghệ An, và những diễn biến cho đến thời điểm này trong trận đấu giữa BKMX Bình Dương và BVF với tỷ số đang là 3-1 nghiêng về các cầu thủ chủ nhà, cũng đã cho thấy được sự kịch tính và căng thẳng như thế nào ở bảng đấu này, bảng A của vòng chung kết năm 2017. Sẽ là sự thay đổi người thứ hai bên phía U21 BKMX Bình Dương khi mà số 17 Bùi Bình Dương sẽ vào sân thay cho số 15 Nguyễn Hùng Thiện Đức. Việt Cường đó là tình huống mà Việt Cường đã chủ động đưa bóng ra khỏi đường biên dọc khi anh nhận thấy người đồng đội của mình là Tống Minh Tỷ đang bị đau. Một tình huống trả bóng của các cầu thủ U21 BVF. Văn Đại. Tiến Linh, Hoàng Anh Tuấn, vẫn là Tiến Linh, đường truyền của Tiến Linh. Rất đáng tiếc là đường truyền của Tiến Linh lại không thể qua được sự truy cản của hàng hậu vệ áo đỏ. Tuy nhiên cũng có thể thấy được đó là một pha phối hợp rất bài bản và rất đẹp mắt của các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Khoảng cách giờ đây đã là 2 bàn thắng. Sẽ rất khó khăn dành cho các cầu thủ U21 BVF khi mà thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai chỉ là khoảng 12 phút nữa mà thôi. Tống Anh Tỷ, Tấn Tài ở bên trong. Tuy nhiên đó là tình huống mà Tấn Tài đã di chuyển trước khi Tống Anh Tỷ thực hiện đường truyền và Tấn Tài đã rơi vào thế việt vị. Đây sẽ là đợt phản công nhanh dành cho U21 BVF. Hà Đức Chinh, Minh Dĩ. Kể từ khi được tung vào sân thì Hồ Minh Dĩ vẫn chưa để lại một dấu ấn nào thật sự đáng kể. Hồ Minh Dĩ được tung vào sân với mục đích gia cố sức ép tấn công bên phía cánh trái của U21 BVF. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì U21 BKMX Bình Dương đã tạo được lợi thế nhất định với khoảng cách là 2 bàn thắng. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về cho các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Cơ hội dành cho Tiến Linh, nhưng thủ thành Phan Văn Biểu đã chủ động phát bóng lên. Đường truyền. Hàng phòng ngự của U21 BKMX Bình Dương vẫn đang thi đấu một cách tập trung. Có được một khoảng cách tương đối an toàn là 2 bàn thắng. Và giờ đây thì U21 BKMX Bình Dương cũng không cần phải vội vã trong những đợt triển khai tấn công, mà điều này thuộc về các cầu thủ U21 BVF khi họ ít nhất là sẽ phải tìm được một điểm trong trận đấu mở màn của bảng A tại vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia báo thanh niên năm 2017.
vô. Thời gian thi đấu chính thức là chưa đầy 10 phút nữa mà thôi. Đây là thời điểm, là khoảng thời gian mà các cầu thủ U21 BVF sẽ gia tăng sức tấn công và dồn sang phần sân của U21 BKMX Bình Dương. Lê Văn Xuân vẫn đang hoạt động rất tích cực bên hành lang cánh trái cùng với sự hỗ trợ từ phía Hồ Minh Dĩ kể từ khi được tung vào sân ở khoảng thời gian của hiệp thi đấu thứ hai. Hà Đức Chinh. Như chúng ta đã đề cập thì hàng phòng ngự của U21 BKMX Bình Dương vẫn đang thi đấu tập trung để giữ được một khoảng cách an toàn là hai bàn thắng trước các cầu thủ U21 BVF. Ngay cả tiền đạo Tiến Linh ở thời điểm này anh cũng lùi về. Như vậy đã có bàn rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ U21 BVF. Đó là pha bật cao đánh đầu của Hà Đức Chinh. Vẫn còn khoảng thời gian là khoảng 8 phút nữa của thời gian thi đấu chính thức để các cầu thủ U21 BVF tìm được bàn san bằng tỷ số của trận đấu này, trận đấu mở màn của bảng A. Hà Đức Chinh với cú đánh đầu chính xác đã hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho U21 BVF. Khoảng cách giờ đây chỉ còn là một bàn thắng mà thôi. Và thời gian còn lại của trận đấu cũng là không nhiều cho những sự nỗ lực của các cầu thủ U21 BVF để họ tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trận đấu đầu tiên của bảng A, trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 An Giang đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và ở trận đấu khai mạc của giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2017 này đã có đến 5 bàn thắng được ghi, 3 dành cho BKMX Bình Dương và 2 thuộc về U21 BVF. Và liệu sẽ có thêm những bàn thắng ở thời gian còn lại của giờ thi đấu chính thức hay không? Pha khống chế bóng không tốt của bên Nguyễn Khắc Khiêm, cầu thủ vừa được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Đây là những đội bóng của bảng B, những đại diện như là các cầu thủ của Viettel, của Thừa Thiên Huế, của Đồng Tháp và của Hòa Anh Gia Lai. Bảng B sẽ ra quân trong ngày thi đấu thứ hai của giải. Cặp đấu đầu tiên của bảng B là cặp đấu giữa U21 Đồng Tháp và U21 Hòa Anh Gia Lai, trong khi trận đấu còn lại của bảng đấu này là cuộc đối đầu giữa U21 Viettel và U21 Thừa Thiên Huế. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia ông Park Hang-seo cũng đã đến dự khán trong ngày khai mạc tại vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017. Rõ ràng thì đây là giải đấu để huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ có được một cái nhìn tổng quan hơn về những học trò của mình, về những chân sút mà cũng có rất nhiều khả năng ông sẽ đôn lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia và thành phần đội tuyển U23 Việt Nam. Pha
pha tranh chấm của Trọng Huy và số 17 Nguyễn Khắc Khiêm. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ là chưa đầy 5 phút nữa mà thôi. 5 phút cho những sự nỗ lực của U21 BVF để tìm được bàn gỡ hòa 3-3, và cũng là khoảng thời gian thuộc về U21 BKMX Bình Dương để họ bảo vệ thành quả là chiến thắng với cách biệt 3-2. Tiến Linh rất hay, pha bóng Tiến Linh dành cho Việt Cường, có 3 chiếc áo xanh ở bên trong, nhưng đường truyền của Việt Cường thì lại không thể qua được tầm kiểm soát của hậu vệ bên phía U21 BVF. Sau tình huống phản công vừa rồi thì Việt Cường cũng đã nằm sân với một cường độ thi đấu liên tục kể từ đầu trận đấu cho đến thời điểm này, khi mà thời gian thi đấu chính thức đã bước sang phút thứ 87, thì việc thể lực của các cầu thủ trẻ giảm sút cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Đã có những dấu hiệu cho sự thay đổi và nhiều khả năng Việt Cường sẽ được đưa ra nghỉ để thay vào đó là một cái tên khác của U21 BKMX Bình Dương. U21 BVF vẫn đang tỏ ra rất vội vã trong những tình huống triển khai tấn công của mình. Họ còn rất ít thời gian để có thể tìm kiếm được bàn sang bàn cách biệt trong trận đầu tiên của vòng bảng tại vòng chung kết U21 quốc gia năm 2017 này. Văn Hòa, Hồ Minh Dĩ, đường truyền của Minh Dĩ đã không thể qua được tầm kiểm soát của Lê Văn Đại. Đây sẽ là một đợt phản công cho các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Hoàng Anh Tuấn, Tống Anh Tỷ đã bị phạm lỗi, và đó là tình huống phạm lỗi của số 3 Mạnh Đức Việt Anh. Đã có một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra, và lần này là chiếc thẻ vàng dành cho Mạnh Đức Việt Anh sau khi số 3 của U21 BVF phạm lỗi rất rõ ràng với Tống Anh Tỷ. Như vậy số 20 Nguyễn Văn Tám sẽ là cầu thủ thay thế cho sự vắng mặt của Việt Cường sau chấn thương. U21 BKMX Bình Dương cũng đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người trong trận đấu này. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt dành cho chủ nhà U21 BKMX Bình Dương. Tống Anh Tỷ sẽ là người thực hiện cú đá phạt. Đường chuyền, pha che bóng tốt của Tống Anh Tỷ, nhưng cuối cùng thì bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ U21 BKMX Bình Dương. Trọng Huy, như chúng ta cũng đã đề cập thì đội trưởng Trọng Huy trong trận đấu ngày hôm nay, anh đã đảm nhiệm tốt vai trò của mình, vai trò phát động tấn công và kể cả là vai trò thu hồi bóng. Đồng hồ điện tử đã chỉ sang phút 90 và thời gian bù giờ của trận đấu sẽ là 5 phút
5 phút cho những sự nỗ lực của U21 BVF để có thể tìm được ít nhất là một điểm trong trận ra quân của bảng A tại vòng chung kết U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2017 này. Đây là Văn Tám, cầu thủ vừa được tung vào sân để thay thế cho Việt Cường. Và chơi bóng cao chân của Văn Tám. Thời gian thi đấu chính thức đã khép lại. Và đây là những phút cộng thêm của hiệp thi đấu thứ hai. Thời gian cộng thêm của hiệp 2 là 5 phút. 5 phút để cho các cầu thủ, các học trò của huấn luyện viên Trần Minh Chiến bảo vệ thành quả của mình là tỷ số 3-2. Và liệu trong khoảng thời gian này U21 BVF có tìm được bàn thắng để gỡ hòa hay không? Đường chuyền. Còn rất ít thời gian để các cầu thủ U21 BVF có thể có ít nhất là một điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù khoảng cách chỉ là một bàn thắng mà thôi, nhưng thế trận trên sân và cái cách mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến bố trí cho các học trò của mình tổ chức phòng ngự thật chặt chẽ bên phần sân nhà đã gây khó dễ trong những đợt tấn công của các cầu thủ khách U21 BVF. Và ở thời điểm hiện tại thì chính các cầu thủ chủ nhà U21 BKMX Bình Dương đang bảo vệ tốt thành quả của mình là chiến thắng với cách biệt một bàn thắng với tỷ số 3-2. Đợt tấn công dành cho U21 BVF. Minh Dĩ. Pha đi bóng rất khéo léo của Đức Chinh. Bóng vẫn trong chân của Minh Dĩ. Một cú sút hoàn toàn thiếu chính xác. Sự vội vã đã khiến cho cú sút của U Ngọc Tiến thiếu đi sự chính xác. Tiếp tục là một chiếc áo xanh đang nằm sân vì thể lực đã bị bào mòn, và đó là một sự căng cơ của số 4 Hồ Tấn Tài bên phía U21 BKMX Bình Dương. Hoạt động với một cường độ quá lớn đã khiến cho các cầu thủ trẻ của cả hai đội U21 BKMX Bình Dương và U21 BVF đã bào mòn thể lực rất đáng kể trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu mà cả hai đội đã cho thấy được một quá trình thi đấu đầy cống hiến. 5 bàn thắng đã được ghi, 2 cho U21 BVF và 3 cho U21 BKMX Bình Dương. Những tình huống như thế này, trọng tài Nguyễn Minh Thuận chắc chắn sẽ cộng thêm ít thời gian. Mặc dù đây đã là thời điểm của những phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai. Huấn luyện viên Andrew Pontrich cùng với các cộng sự của mình đang đứng trước nguy cơ phải trắng tay trong trận đấu ra quân ở vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 này. Trận đấu lại được tiếp tục với những phút ở thời gian bù giờ. Lăn lộn rồi,
Một pha chơi bóng tự tin của thủ thành Phan Văn Biểu. Nhưng đây đã là những phút cuối cùng của thời gian bù giờ của trận đấu. Sẽ còn rất ít cơ hội dành cho các cầu thủ U21 BVF để họ có được ít nhất là một điểm. Trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã nhìn vào đồng hồ. Tiến Linh. Tiến Linh đã có được hai bàn thắng trong trận mở màn này. Và anh cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở vòng chung kết năm 2017. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã vang lên. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận thi đấu mở màn. Chủ nhà U21 BKMX Bình Dương đã có được chiến thắng với tỷ số 3-2 khi tiếp các cầu thủ U21 BVF. Quý vị khán giả thân mến, chương trình tường thuật của chúng tôi ở các trận đấu của giải bóng đá U21 quốc gia của báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.